Có ế cũng đừng bao giờ động vào đàn bà có tám tướng mạo này, đê tiện, phụ bạc, cả đời lận đận, phúc phận khốn khó vô cùng. Hoan hỉ đón chào quý vị quay trở lại với chương trình Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, theo khoa học tử vi, những người thuộc cung mệnh thuộc sao cô thần, quả tú thì đường tình duyên vô cùng trắc trở, chẳng hạn như không thể đến được với người mình yêu, hôn nhân không hạnh phúc hoặc trải qua mấy lần đò. Tuy nhiên, đôi khi không cần nhìn tới cung mệnh cũng có thể đoán được người nào lận đận đường tình duyên thông qua vẻ ngoài của họ. Dưới đây là một số nét tướng mặt phụ nữ khổ vì tình, đường tình duyên long đong lận đận. Nếu cảm thấy đường tình duyên của mình luôn trắc trở, yêu ai cũng không thành thì hãy cùng với chúng tôi theo dõi video dưới đây để cùng xem mình có sở hữu nét tướng mặt phụ nữ khổ vì tình hay không nhé. Đàn bà chỉ cần dính một nét tướng này trên mặt, cả đời lận đận tình duyên đứt gánh giữa đường. Một, lông mày đứt đoạn là nét tướng mặt phụ nữ khổ vì tình. Một khi đã vướng phải lưới tình, người phụ nữ có lông mày rậm thường rất lụy tình, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu mà chẳng cần biết đúng sai. Lúc nào họ cũng hình tượng hóa tình yêu, xem trọng tình yêu quá mức, nên một khi chuyện tình cảm gặp trục trặc, họ sẽ không còn tâm trí để làm việc gì khác. Hơn nữa, với tính cách đó, người phụ nữ này thường là người chịu thiệt trong tình yêu và sau mỗi lần đổ vỡ, khó có thể để vực lại được tinh thần. Trong khi đó, người phụ nữ có lông mày đứt đoạn lại khá nóng nảy, hay ghen và khó kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Do tính ghen tuông, mù quáng và kiểm soát cao nên những người phụ nữ này thường khiến đối phương mệt mỏi, ngột ngạt, từ đó nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cũng dễ nảy sinh tranh cãi vì những chuyện còn con. 2. Mũi hếch là phụ nữ lận đận tình duyên. Tướng mũi hếch hay còn gọi là mũi hình, sống mũi và đầu mũi ngắn không bao trùm được toàn bộ lỗ mũi. Lỗ mũi hếch lên trên lộ ra những mũi khỉ và khi nhìn trực diện có thể thấy được cả lỗ mũi hếch lên trên. Người sở hữu tướng mũi hếch thường là người khá nhanh nhẹn, đầu óc tinh tế, kỹ năng giao tiếp giỏi, nhưng đây lại là nét tướng mặt phụ nữ khổ vì tình. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu tướng mũi hếch thường có tính cách mạnh mẽ, chanh chua, hơi trẻ con và thiếu kiên nhẫn. Trong tình yêu cũng như cuộc sống hôn nhân, họ không biết cách quan tâm, chăm sóc đến một nửa của mình nhưng lại yêu cầu đòi hỏi cao đối phương. Do đó, ít những người đàn ông nào có thể chịu nổi tính cách này nên tình duyên của người phụ nữ mũi hếch thường gian truân trắc trở. 3. Gò má cao là vất vả đường tình duyên. Những cô nàng có gò má cao thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập nhưng cũng khá nóng nảy, bảo thủ, luôn muốn người khác phải thuận theo ý mình, kể cả trong công việc lẫn tình cảm. Chính vì vậy, những cô nàng này không được lòng đồng nghiệp trong tình yêu, đối phương cũng chẳng mấy chốc mà rời xa. Thậm chí sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của những người phụ nữ sở hữu nét tướng này cũng không hạnh phúc, thậm chí là đổ vỡ. 4. Miệng nhỏ là người yếu đuối, dễ bị lợi dụng. Người phụ nữ miệng nhỏ thường yếu đuối, nhẹ dạ cả tin nên dễ bị đàn ông lợi dụng tình cảm. Tuy bị vấp ngã nhiều lần trong tình yêu nhưng những cô nàng này vẫn không thể tự rút ra bài học cho mỗi lần. Chính vì vậy mà họ dần dần mất niềm tin vào tình yêu. Bên cạnh đó, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, những cô nàng này thường cảm thấy đối phương không đối đãi thực tâm với mình, luôn có cảm giác bất an, ngờ vực nên họ chẳng mấy khi được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Luôn trong tình trạng nơm nớp, lo sợ bị lừa dối, mất đi người mình yêu thương. Vì vậy, miệng nhỏ được coi là một trong những nét tướng mặt phụ nữ khổ vì tình. 4. Tướng phụ nữ dễ lật lọng. Phụ nữ có những nét tướng này nếu mới tiếp xúc, bạn có thể cho rằng đây là mẫu người vợ hiền dâu thảo, bởi họ có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, môi mỏng tượng trưng cho người khôn khéo, giỏi giang trong việc xã giao nên dễ được lòng những người xung quanh. Tuy nhiên, những điểm xấu như mũi diều hâu, lông mày đứt đoạn, trán tù và đôi mắt có hình móc câu ngược lại khiến nhân tướng học đánh giá những phụ nữ này là mẫu người lật lọng, có thể vừa cười đã giật mình chờ khóc, vừa tình cảm nhẹ nhàng đã có thể quay mặt làm ngơ. Nếu bạn không còn khiến họ cảm thấy có tình cảm, lấy vợ thuộc nhóm này, người chồng nên hoạch định rõ ràng các kế hoạch trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là trong chuyện tài chính, chi tiêu, vì phụ nữ có nét tướng này cũng là người mang xu hướng tiêu xài hoang phí. 6. Tướng phụ nữ dễ bị kích động, ấn đường hẹp lại có vết sẹo là tướng người đa nghi. Theo nhân tướng học, nữ người có mắt đỏ vàng, hàm răng vẩu lại thêm khóe mắt nhiều nếp nhăn là tướng của người không kiên định, tính tình bất nhất, lòng dạ có phần hẹp hòi và đặc biệt họ dễ bị kích động. Lấy vợ thuộc nhân tướng này, nam giới nên chuẩn bị tâm lý, họ sẽ sớm nắng chiều mưa, chỉ cần ai đó nói những lời không hay, họ cũng dễ dàng nổi cáu. Cách đối nhân xử thế của người vợ này cũng được liệt vào dạng kém cỏi.
Nguyên nhân bởi nhóm người này không có sự kiên định, dễ vì một đến hai lời gièm pha mà nổi nóng, chửi bới sau có hối hận cũng rất khó mở lời nên thường làm phật lòng người khác. 7. Trán rô có nhiều nếp nhăn, mắt ướt và lõm sâu. Trán là nơi nắm giữ đường nhân duyên của phụ nữ. Nếu là người có trán rô nên kết hôn muộn sẽ tránh được xung khắc. Trán có nhiều nếp nhăn có nghĩa là phá hoại hôn nhân. Phụ nữ trán hẹp có nhiều đường vằn ngang là cản trở chồng. Chân mày có nốt ruồi là chồng bị hại. Chân mày có nhiều nếp nhăn sẽ phải tái hôn nhiều lần. Mắt lõm sâu thì tính cách khác lạ, khó hợp với chồng, đa phần là sống cô độc. Nếu mắt không khóc mà ướt thì cũng thuộc dạng phòng không gối chiếc. 8. Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Người ta vẫn thường nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Tan hoang cửa nhà là bởi nếu sở hữu nét tướng này, chủ nhân là người sống rất hoang phí, không biết tích cóp tiết kiệm, cả không biết quản lý tài chính khoa học. Chính vì vung tay quá chán, tiêu đến đồng tiền cuối cùng nên họ khiến bạn đời luôn cảm thấy mệt mỏi, áp lực dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Quý vị thân mến, nhiều người thường nói con cái là lộc trời cho. Có người rất dễ đậu thai nhưng có người vất vả tìm con suốt nhiều năm trời vẫn không có. Tuy nhiên theo nhân tướng học, tướng bàn tay cũng thể hiện rất nhiều điều liên quan tới duyên phận với con cái của nữ giới. Việc xem tướng bàn tay không chỉ dự đoán được khả năng mang thai của người phụ nữ mà còn biết được quan hệ mẹ con có gần gũi, thân thiết hay không. Dưới đây là một số tướng bàn tay gặp khó khăn về đường con cái. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! 1. Phụ nữ có đường sinh mệnh bị đứt đoạn, thường lận đận đường con cái. Đường sinh mệnh hay còn gọi là đường sinh đạo, đường sống, đường đời là một trong những đường chỉ tay chính. Đường sinh mệnh bắt đầu từ giữa ngón cái và ngón trỏ, uốn thành một đường cong quanh ngón cái cho đến khi chạm vào cổ tay. Xem chỉ tay đường sinh mệnh không chỉ nói lên tính cách, tuổi thọ của một con người mà còn có thể đoán được đường con cái ở phụ nữ. Cụ thể, theo nhân tướng học, nếu đường sinh mệnh dài đậm, rõ nét thì chứng tỏ người này có sức khỏe rất tốt, ít ốm đau, bệnh tật, thuận lợi đường con cái và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngược lại, nếu đường chỉ tay sinh mệnh ngắn thì chứng tỏ người này khá ốm yếu, lắm bệnh nhiều tật. Đặc biệt, đường chỉ tay sinh mệnh đã ngắn lại đứt đoạn hay ngắt ngang ở cuối đường thì người này rất có thể có số đoản mệnh, không có phúc phận từ con cái và sống cô quả khi về già. 2. Người phụ nữ không có đường chỉ tay hôn nhân thường lận đận cả về đường tình duyên lẫn hôn nhân và con cái. Chỉ tay đường hôn nhân là đường chỉ tay nằm sát mép bàn tay, nằm dưới ngón tay út. Tuy đường này nhỏ nhưng có võ, bởi lẽ khi nhìn vào đường chỉ tay này không chỉ biết được chuyện vợ chồng tốt hay xấu mà còn có thể dự đoán được chuyện con cái của người phụ nữ. Nếu không có đường chỉ tay hôn nhân, chứng tỏ người phụ nữ đó khá bất hạnh, lận đận cả về đường tình duyên lẫn hôn nhân và con cái. Theo nhân tướng học, người không có đường chỉ tay hôn nhân thì đa số đều báo trước hôn nhân không có thuận lợi, rất khó tìm được đối tượng để kết hôn. Thậm chí dù họ có kết hôn thì tình cảm vợ chồng cũng không hòa hợp, dễ sứt mẻ và sớm muộn cũng đường ai nấy đi, về sau tất sẽ trở thành người cô độc. Tuy nhiên, những người có tướng bàn tay kiểu này cũng không cần quá lo lắng, bởi theo nhân tướng học, các đường chỉ tay sẽ không ngừng thay đổi. Tức hiện không có đường chỉ tay hôn nhân nào là không có nghĩa là sau này sẽ không bao giờ có. Ba người có gò kim tinh nhỏ hẹp thường không có thuận lợi cho đường con cái. Gò kim tinh là khu vực nằm trọn dưới gốc ngón cái và được đường chỉ tay sinh mệnh bao bọc, là phần nổi lên đầy đặn nhất trong lòng bàn tay. Theo nhân tướng học, nếu gò kim tinh này nở đầy đặn thì người rất tốt, bụng có lòng bao dung, tuổi thọ tốt và có nhiều con cái. Ngược lại, nếu phụ nữ có gò kim tinh nhỏ hẹp hoặc quá bằng phẳng thì người này có thể trải qua một thời niên thiếu khổ ải, sức khỏe yếu, không thuận lợi đường con cái và cô quạnh khi về già. Bên cạnh sự đúc kết của các bậc thầy phong thủy về tướng phụ nữ lận đận về đường tình duyên và con cái, các chuyên gia tâm lý học còn đúc kết ra một số tính cách ở người phụ nữ khiến họ tự làm khổ bản thân mình, long đong lận đận đường tình duyên và rơi vào tình trạng lắm mối tối nằm không. 1. Người phụ nữ hay mềm lòng. Phụ nữ thường sống theo cảm tính hay mềm lòng và đó chính là một biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Có người khi yêu chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút là họ đã vội vã nghĩ rằng đó là tình yêu. Hay như dù người đàn ông của mình có làm gì có lỗi, có làm tổn thương mình, nhưng với người phụ nữ hay mềm lòng, họ sẽ vẫn chấp nhận tha thứ và không chỉ một lần tha thứ, lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau. Họ chấp nhận chịu đựng, chấp nhận bỏ quên hạnh phúc của mình chỉ để giữ được chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến chồng cảm động mà đối xử tốt với mình hơn, nhưng thực tế là tự làm khổ chính bản thân mình. 2. Người phụ nữ quá chăm chỉ.
Theo đạo lý, cần cổ không chỉ là một đức tính tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống. Trong gia đình, một người phụ nữ chăm chỉ xứng đáng nhận được lời khen từ người khác. Nhưng một khi quá chăm chỉ, một mình phải làm tất cả mọi việc, thì người đó mệt mỏi, khổ sở sẽ là chính bản thân mình. Có những khi phụ nữ làm việc mà còn vất vả hơn đi làm. Một khi đã làm ở nhà, hàng loạt những việc không tên mà không có thời gian rảnh rỗi dành riêng cho bản thân. Hơn nữa, nếu vợ quá chăm chỉ sẽ khiến chồng ỷ lại lười biếng. 3. Người đa sầu đa cảm suy nghĩ nhiều. Đàn bà chúa nói một suy diễn đến 10, chỉ cần một câu nói vô tình của ai đó cũng khiến họ suy nghĩ từ ngày này sang ngày khác. Người suy nghĩ nhiều luôn mang trong mình những áp lực vô hình. Họ luôn muốn bản thân tốt hơn, hoàn hảo hơn. Những điều đó vô hình tạo thành những ám ảnh trong tư tưởng của họ. Và lại, người suy nghĩ nhiều thường đa sầu đa cảm, không thể chịu nhiều tổn thương. Trong tình yêu hôn nhân, người suy nghĩ nhiều sẽ mãi là người chịu thiệt thòi. 4. Phụ nữ đa năng là phụ nữ anh hùng, người phụ nữ chuyện gì cũng biết sẽ khổ hơn những người không biết gì, bởi khi bạn quá đa năng, chuyện gì cũng đến tay bạn, chuyện gì cũng phải tự mình lo liệu mới được. Những người chuyện gì cũng biết, họ có tính cách khá cầu toàn, chuyện gì cũng phải tự mình làm mới yên tâm. Vì vậy, phụ nữ mãi khổ không thể thoát ra được, và lại người phụ nữ có tính cách này chỉ khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi, lép vế. Anh ấy sẽ cảm thấy không còn chút bản lĩnh nào khi kề vai sát cánh cùng bạn. Nói chung, phụ nữ khôn ngoan phải tỏ ra chuyện gì cũng không biết để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. 5. Lo lắng quá nhiều chuyện, đa số phụ nữ thường mắc phải căn bệnh hay lo lắng lung tung. Hôm nay chồng về trễ, họ đã suy nghĩ ra trong đầu biết bao nhiêu là chuyện, đứng ngồi không yên. Họ luôn lo lắng cho chồng con dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Phụ nữ nên nhớ những hành động của bạn sẽ hình thành tính cách ỷ lại, dựa dẫm cho chồng con. Vì vậy, quẳng gánh lo đi mà sống, chồng ra sao, con thế nào cũng không còn quan trọng. Bởi khi bạn quan tâm quá nhiều, chồng con sẽ cảm thấy tù túng và khó chịu. Họ cứ muốn thoát khỏi vòng tay của bạn ngay lập tức. Điều này vô cùng nguy hiểm bởi đàn ông ở trong vòng tay bao bọc quá lâu, khi có cơ hội họ sẽ sa vào những cám dỗ không thể lường trước. Quý vị thân mến, mặc dù thông qua tướng mệnh hay tính cách có thể phần nào đoán được con đường tình duyên của một người phụ nữ liệu có suôn sẻ hay không, nhưng điều đó không thể quyết định tất cả, bởi chính bản thân ta mới là người quyết định hạnh phúc của cả đời mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!